Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 6C, khóa 19, trường trung học cơ sở Đặng Tiến Kỷ. Thời gian trôi sao nhanh quá các bạn à, mấy ngày nào tớ còn bẽn lẽn nép sau lưng bố để đến trường nhập học, mà thoáng chốc, một năm học đã vụt trôi qua. Ngôi trường trung học cơ sở Đặng Tiến Kỷ đầy lá lẫn ban đầu, giờ đã trở thành ngôi nhà thứ hai và là một phần thanh xuân đặc biệt của tớ. Các bạn biết không, số năm học lớp 6 vừa qua, tớ đã tìm hiểu và khám phá rất nhiều điều thú vị, bổ ích và đầy tự hào về ngôi trường của tớ. Ngày 13 tháng 8 năm 2007 là một ngày có ý nghĩa vô cùng to lớn, không thể nào quên đối với thầy trò trường tớ, bởi đây chính là ngày sinh nhật của trường tớ đấy. Ngôi trường mang tên vị lãnh đạo cách mạng thời kỳ 1930-1931, bí thư huyện ủy đầu tiên của huyện Nam Đàn, đồng chí Đặng Tiến Kỷ. Mình được biết, ban đầu, cơ sở vật chất của trường có rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Thế nhưng đến nay, trường đã khang trang hơn và hoàn thiện hơn rất nhiều. Bước đầu đã đáp ứng việc dạy học của một trường chất lượng cao. Từ trải nghiệm của chính bản thân, tôi thấy rằng hoạt động dạy học chính khóa của trường là yếu tố cực kỳ hấp dẫn học trò, bởi chúng tớ được học đầy đủ các môn với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Mỗi một tiết học, chúng tớ không chỉ được khám phá kiến thức mới mà còn được làm quen với rất nhiều phương pháp, hình thức dạy học đa dạng, thu hút từ các thầy các cô. Sau năm học đầu cấp, tớ nhận ra rằng các giáo viên trong trường không chỉ giỏi, nghiêm khắc thôi đâu nhé. Các thầy, các cô còn hết sức tận tụy, thân thiện với trò và không kém phần hài hước, khiến giờ học nào chúng tớ cũng sảng khoái, cuốn hút kỳ lạ. Chính vì lẽ đó, tớ tin chắc rằng sau 4 năm học tại ngôi trường chất lượng cao này, chúng ta sẽ có một hành trang vững chắc để tự tin bước vào cấp học cao hơn. Học tại ngôi trường Đặng Tiến Kỷ, em thấy thầy cô dạy thì rất là nhiệt huyết. Thầy cô như là người cha người mẹ, luôn thấu hiểu các em và giúp đỡ các em trong học tập. Em thấy thì các thầy cô giáo có bài giáo án rất chuyên môn, rất là dễ hiểu. Các bạn học sinh cũng rất là chăm chú nghe giảng và do đó là em cũng có tinh thần học tập theo các bạn. Em tự nhủ bản thân là sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô các bạn đã đặt niềm tin vào em. Một điểm nữa khiến tớ rất tự hào, ấn tượng về ngôi trường Đặng Tiến Kỷ thân yêu và muốn giới thiệu ngay với các bạn là chương trình dạy học ngoại khóa phong phú, bổ ích. Học đi đối với hành, học mà chơi, chơi mà học, chính là đây chứ đâu. Sau những giờ học căng thẳng, địa điểm chúng tớ luôn tìm đến đó là các câu lạc bộ với nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích của từng bạn. Bóng bàn, cầu lông, cờ vua, âm nhạc, mỹ thuật, em yêu sách, tiếng Anh, lịch sử. Còn nữa, các hoạt động của đội thiếu niên tiền phong được duy trì và tổ chức thường xuyên như chơi trò chơi dân gian, thi rung chuông vàng, tìm hiểu an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản vị thành niên, khiến chúng tớ hào hứng thực sự. Cuối học kỳ, chúng tớ còn được trải nghiệm học tập tại nhiều di sản cũng như địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh như nhà lưu niệm Phan Bội Châu, lăng mộ vua Mai Hắc Đế, khu di tích Kim Liên, ngã ba Đồng Lộc, mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi chuyến đi như vậy, chúng tớ tích lũy được vô vàn kiến thức về lịch sử, địa lý và càng thêm tự hào, ngưỡng mộ hơn về các anh hùng dân tộc cũng như trân trọng hơn về di sản quê hương. Ở đây, không chỉ được các thầy cô dạy cho những bài học rất bổ ích mà chúng em còn được tham gia các hoạt động thú vị như văn nghệ, thể dục thể thao. Chúng em còn được tham gia những hoạt động về nguồn như đi tìm địa chỉ đỏ, quyên góp vùng lũ. Ngoài ra, chúng em còn được cung cấp rất nhiều kiến thức về kỹ năng sống như phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường. Cho nên chúng em được hình thành rất nhiều kiến thức kỹ năng sống giúp chúng em trưởng thành hơn trong tương lai. Các bạn thân mến, trường chúng tớ tuy chưa thành lập được thời gian bao lâu như nhiều ngôi trường khác trên quê hương Bắc Hồ, nhưng nhìn lại những chặng đường đã đi qua, ai cũng có thể ngẩng cao đầu, bởi từ mái trường này đến bao thế hệ học sinh trưởng thành không chỉ đã làm rạng danh tên tuổi của các thầy cô, mái trường, huyền nhà bằng các tấm huy chương, bằng giấy khen danh giá qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia
các cuộc thi nghiên cứu khoa học, mà họ còn chính là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ công dân tiên tiến của thời đại mới, với năng lực, phẩm chất tốt đẹp, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Phòng truyền thống của trường tớ luôn dành những vị trí trang trọng nhất để ghi danh những học sinh ấy. Đó là anh Hồ Việt Đức Lương, anh Nguyễn Ngọc Khánh, chị Nguyễn Ngọc Huyền. Những cựu học sinh ưu tú đã được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu đất nước. Và gần đây nhất chỉ là rất nhiều giải nhất, nhì, giải vàng, bạc từ các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, kiểm định mũi nhọn hay VOEDU. Của thế hệ học sinh hiện tại đã nối dài bảng vàng thành tích của nhà trường. Các anh chị ấy chính là tấm gương sáng mà chúng tôi luôn phấn đấu học hỏi và nói theo. Năm độ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của nhà trường, thì Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn đã có cái dự án là mở rộng khuôn viên nhà trường thêm 5.500 m² và đầu tư gần 20 tỷ đồng để là nâng cấp cơ sở vật chất theo cái hướng là chuẩn hóa và hiện đại hóa. Và dự kiến là khi mà dự án đã được hoàn thành ấy, thì nhà trường sẽ có cái cơ sở vật chất theo hướng là chuẩn hóa và hiện đại hóa, và nhà trường sẽ tổ chức là xây dựng trường học bán trú để thu hút những cái học sinh ở xa trường có cái điều kiện học tập tốt hơn. Và kéo theo đó thì các cái công trình phụ trợ như là nhà thi đấu đa chức năng, rồi sân bóng nhân tạo, rồi hồ bơi, bể bơi cũng sẽ được hoàn thiện để giúp cho nhà trường là tổ chức các cái hoạt động dạy học và giáo dục có cái chất lượng và hiệu quả hơn. Và quyết tâm của nhà trường sẽ phấn đấu trong thời gian tới sẽ đưa trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ là một trong những cái trường trọng điểm top đầu của toàn tỉnh. Trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ của tớ đã, đang và sẽ luôn không ngừng phấn đấu để xứng đáng là địa chỉ đỏ, là trái tim của hệ thống giáo dục trên quê hương Bác Hồ.